Xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn cùng với Quang Khánh tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Và hôm nay thì sản phẩm Khánh mang đến cho cô chú anh chị là một mẫu xe Fortuner máy xăng số tự động một cầu nhập khẩu Indonesia nha cô chú anh chị, đời 2019, xe màu bạc và mới được làm đẹp xong luôn. Hiện trạng xe còn rất là mới, rất là cứng nha anh chị. Đời 2019 mà mới đi có 39.000 cây số thôi anh chị ơi. Giá đang bán tại Toyota Tân Cảng là 878 triệu. Và con xe, những cái dòng máy xăng như con Fortuner này nè, chạy thì máy nó rất là bốc nha. Và bù thêm đó nữa là nó êm, nó không có bị dằn và tiếng ồn nó không có nhiều bằng những cái xe máy dầu. Nếu mà anh chị nào chúng ta đang tìm những cái con mà số tự động mà máy xăng á, thì con này Khánh nghĩ là con này cũng khá là ok, khá là hợp lý. Tại biển số cũng là vừa là biển Sài Gòn luôn, 51H. Bên Khánh sẽ bao rút hồ sơ gốc cho anh chị nha. Xe gầm cao như thế này thì chúng ta không có cần lo sợ xe ngập nước hay là gì đâu anh chị. Còn cái phần mà đâm đụng hay là ngập nước thì kích gì bên Khánh đều có cam kết và gia hạn bảo hành cho cô chú anh chị thêm 1 năm hoặc là 20.000 cây số. Đó, cho hộp số và động cơ luôn. Còn đâm đụng ngập nước thì anh chị an tâm về cái chất lượng bên Khánh, tại vì những cái đó thì bên Khánh có đảm bảo bằng cái văn bản và đóng mộc chữ ký công ty hết cho cô chú anh chị luôn ạ. Vỏ xe thì 4 vỏ còn nguyên zin nha anh chị, vỏ dự phòng chưa hạ luôn. Và bây giờ thì Khánh sẽ đi vào chi tiết con xe này về nội thất lẫn ngoại thất để cho anh chị, cô chú anh chị chúng ta có thể xem và đánh giá con xe này nha. Fortuner máy xăng một cầu số tự động ạ. Vâng, và phần đầu tiên thì Khánh sẽ quay như thường lệ thì Khánh sẽ quay cái phần mặt ga lăng và cái phần đầu xe trước cho cô chú anh chị xem nha. Đối với những cái bản số tự động máy xăng á, thì cái điểm phân biệt của nó với máy dầu là cái mặt ga lăng này nó sẽ được mạ rơm nha anh chị. Mạ rơm ha, mạ rơm từ hết nguyên cái mặt ga lăng luôn. Còn bản máy dầu số sàn á thì nó chỉ sẽ sử dụng là cái ga lăng bằng nhựa thôi nha anh chị, nhựa nhám thôi chứ không phải được mạ rơm nha. Đó, logo còn rất là sáng nha anh chị ha. Đó, mọi người thấy nè, phản chiếu lại hết luôn cái hình ảnh bên ngoài luôn nè. Đó, đèn đốt thì Khánh đã cho đánh bóng lại hết rồi. Đó, anh chị thấy ha, không có trầy gì nha. Đó, những cái quan trọng như là đèn nè, capo, rồi những cái ốp gì, những cái quan trọng nó hay bị trầy thì Khánh sẽ quay cho cô chú anh chị xem. Tại vì đèn á, nếu mà chạy mình không có để ý nó hay bị xước lắm. Mà cái đèn lại thay lại mất tiền nữa. Đó, anh chị thấy ha, những cái phần mà trầy xước bên Khánh đã xử lý lại hết rồi, cho nên mọi người khỏi lo về cái phần ngoại thất xe. Tại vì cái gói làm đẹp Marukuri bên Khánh á là đã cam kết trên cái văn bản, cam kết là không đâm đụng nè, không ngập nước nè, không tua đồng hồ nè, rồi được vệ sinh Marukuri hết luôn. Đó, cho nên những cái đó thì Khánh bắt buộc phải làm lại hết, là làm trong chính hãng tại đại lý Tân Cảng luôn nha anh chị, không phải là ngoài ha. Mọi người không cần phải lo. Thì Khánh giật capo ra cho cô chú anh chị xem. Bên trong xe thì còn khá là mới, khá là cứng. Tại vì xe đi 39.000 thực sự nó không có ảnh hưởng gì nhiều, cũng không có bị dơ hay là không có bị xuống cấp chiếc xe gì hết anh chị. Mọi người thấy nè, capo còn nguyên zin nha. Đó. Capo nguyên zin luôn, chưa có hạ bao giờ nha anh chị. Những cái tem tác của capo còn từ nhà máy còn luôn nè. Đó, còn cái phần máy móc thì cô chú anh chị khỏi lo luôn. Đó, như là những cái dấu son trên động cơ hay là những cái nè, bịch dầu trợ lực nè, mọi người thấy nè, còn mới keng luôn á. Các chi tiết nhỏ xíu siêu cũng còn luôn. Đó, Marukuri bên Khánh làm kỹ tới vậy luôn á, làm cho tới những cái từng con ốc bên trong xe luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vào phần phía thân xe nha anh chị. Về bè, phần bè nè, mọi người thấy ha. Đó, không bị trầy gì nha. Vỏ xe thì đát 2019 nha anh chị. Đát vỏ 2019 nha, vỏ còn zin theo xe và còn rất là dày luôn. Đó, anh chị có thể thấy nè, những cái gân hay là những cái rãnh thoát nước của xe còn rất là dày nha. Và cái bản 2019 này nè, chúng ta sẽ được trang bị 4 thắng dĩa trước và sau luôn nha anh chị.
đó. Không, thắng dễ chúng ta sẽ được trang bị bốn cái, bốn xe vỏ xe luôn, bốn bánh xe luôn đó. Thì xe sử dụng chìa khóa Smart Key cho nên sẽ được trang bị thêm cái nút bấm thông minh ở đây cho cô chú anh chị nữa, mình có thể tiện hơn khi là không có cần phải đeo chìa khóa, hay là lúc nào mình cũng cứ đeo để chìa khóa trong túi quần là được, không có cần phải mà xài chìa khóa bấm tới bấm lui. Đó, nội thất bên trong xe này, ghế da màu nâu nha anh chị nha. Tuy là bản máy xăng cao cấp nhập khẩu nhưng mà ghế thì vẫn là ghế chỉnh tay, không ghế tài chỉnh tay, không có chỉnh điện nha anh chị, chỉ có ghế phụ chỉnh tay, chỉ có ghế tài mới chỉnh điện thôi. Đó. Thì tại vì Toyota nó quan trọng về cái độ bền bỉ hơn là những cái tính năng khác. Mọi người đã sử dụng Toyota lâu năm thì mọi người biết rồi đó. Một chiếc xe mà mình bảo dưỡng, bảo hành đầy đủ, thi thay nhớt đầy đủ là chiếc xe nó chạy bền dữ lắm, chạy hoài mấy trăm ngàn cây nó cũng không có xi nhê gì hết á. Thuộc dạng là trâu bò luôn rồi, đặc biệt là những cái con Fortuner như vậy nữa. Nó rất là trâu, làm đi đâu thì kinh doanh, dịch vụ cho thuê gì cũng không có sợ nó hư hao nhiều anh chị, mà chi phí thay thế nó lại rẻ nữa. Đó, nắp bi còn rất mới anh chị nha. Bốn cửa chúng ta sẽ có lên kính xuống kính tự động hết. Đó, thấy những chi tiết nè. Da, những chi tiết da này mọi người đi xem xe nhớ để ý cho mình Khánh nha, rất là kỹ. Tại những cái này nó rất là dễ bị rách, và cũng như là nó không, nếu mà nó hư hao gì đó là cũng khó, rất là khó thay thế. Không phải là khó nhưng mà nó rất là dễ bị rách, bị trầy xước nhiều. Đó, đặc biệt là những cái nhựa này nữa. Nhựa là hư, nó rách, nó trầy một cái là coi như là không có phục lại được nha cô chú anh chị. Đó. Chúng ta sẽ có một cái dàn lạnh sao ở đây. Dàn lạnh này là dàn lạnh tự động nha anh chị. Và ba cửa gió, mỗi hàng ghế đều có cửa gió riêng cho anh chị hết nha. Đó, dàn lạnh tự động hết. Fortuner này ngồi bên trong thì nó sẽ ngã lưng ra chút xíu được, và cái ghế này sẽ ôm sát người được nha anh chị. Hàng ghế này chúng ta sẽ ngồi được ba người nha. Đó, và có cái giá treo đồ cho chúng ta ở đây. Khoảng cách ngồi thì cũng khá là rộng rãi anh chị. Khánh ngồi mà khoảng trống cũng khá là dư ha. Tại nãy Khánh có kéo ghế tài, ghế phụ xuống khá là nhiều, kéo hết luôn. Vỏ xe, bốn vỏ zin heo xe nha anh chị. Đát 2019 hết nha. Đó. Vỏ xe hết, số series trùng nhau hết nha anh chị. Khung sườn và như là chassis thì Khánh đã cho đánh bóng, phủ gầm bóng lại cho chiếc xe luôn rồi. Đó, chị khỏi lo ha. Rồi, và tiếp theo là đây là phần vỏ dự phòng. Như Khánh nói là vỏ dự phòng chưa hạ nha anh chị, còn mới nguyên ha. Đó. Nên chị có phần gầm xe nè. Đó. Một chiếc Fortuner mà kiếm được cái gầm zin mà nó như thế này là cô chú anh chị kiếm là rất là khó luôn. Chất gầm còn rất là đẹp. Đó. Siêu đẹp luôn anh chị. Phần đèn phía sau nè. Chủ xe cũng trang bị chúng ta thêm cái ốp chống đậy phía sau nha. Đó. Đây phần cabo lúc nãy là zin rồi nha anh chị ha, bây giờ tới cốp sau nè. Cốp sau cũng zin luôn, chưa hạ bao giờ, chưa có dấu mở nha anh chị. Đó, bên đây cũng vậy luôn. Ồ, xe khá là cứng. Nhìn tổng thể bên trong xe này. Đây cô chú nhìn tổng thể anh chị bên trong xe ha, không gian bên trong xe cũng khá rộng, và cái chất xe giữ còn rất là mới, từ ghế rồi tới những cái ốp tắp bi bên hông nè, rồi cái sàn nè còn siêu mới luôn anh chị. Nè mọi người thấy nè. Đó. Kiếm những chiếc xe như vậy nó khó kiếm như lắm anh chị ơi. Đó. Mới keng luôn á, đi 39.000 cây. Đó, mọi người thấy ha, không có trầy, không có một vết xước nào luôn. Đó.
Anh chị mà đam mê những cái dòng mà máy xăng số tự động như vậy nè, mình đi về, mình đi gia đình, phục vụ gia đình, đi chạy thoải mái luôn. Rất là mới, bên trong xe rất là mới. Bên ngoài xe thì được làm đẹp sạch sẽ hết, bốn vỏ zin, vỏ dự phòng chưa hạ nữa. Mức tiêu hao nhiên liệu thì cũng không có nhiều, rơi vào tầm khoảng 10 tới 11 lít thôi anh chị. 9 lít mốt cho đường trường và 10 lít 7 cho đường kết hợp nha. Đó đó là và tem xăng của nhà công bố, nhà sản xuất họ công bố. Đó. Bộ ghế da rất là đẹp. Con này chỉ có 878 triệu thôi anh chị. Đi 39.000. Đó, anh chị thấy không? Cái tắp bì cửa nè, còn lá ngon luôn á. Cái thời điểm bây giờ mà anh chị mua xe á, là cái thời điểm mà nó phù hợp nhất để chúng ta mua, tại vì giá xe đang giảm tốt nè. Màn hình xi, màn hình zin theo xe nha anh chị. Đi về khu công, đi về công ty Đại Đăng thì xe đang đông di chuyển chậm ạ. Màn hình này là màn hình DVD zin theo xe nha anh chị. Chúng ta sẽ có dàn lạnh tự động phía sau. Hộp số 2019 thì chúng ta sẽ vẫn còn nhập khẩu, tới bây giờ luôn vẫn còn nhập khẩu nha anh chị. Từ khi mà đổ vào cái mẫu mới này 2017 là tất cả máy xăng số tự động này nhập khẩu hết. Đó, chúng ta sẽ có hai chế độ lái đây nha. VSC. Chìa khóa Smart Key của xe. Đó, anh chị thấy ha. 2019 đi 39.000 cây số. Chúng ta có trang bị cruise control trên đây và lấy hận số trên này. Đi 39.214 cây số nha anh chị. Đó. Vâng, và Khánh xin phép được sơ lược lại một vài thông tin cơ bản về con xe này. Fortuner đời 2019, máy xăng số tự động một cầu nha anh chị, nhập khẩu Indo, xe siêu đẹp luôn, từ ngoại thất cho tới nội thất là không có chỗ nào để chê luôn ạ. Đời 2019 máy xăng rất là tiện để chúng ta đi gia đình nè. Đó, để du lịch xa, đi du lịch mà nó thoải mái, gia đình rộng rãi, gầm cao. Và con xe này đang được chào bán tại Toyota Tân Cảng là 878 triệu. Cô chú anh chị có thể vay với hình thức là thông qua ngân hàng tài chính Toyota. Và mình chỉ cần trả trước khoảng 300 triệu thôi là mình có thể lấy xe về được rồi. Và cô chú anh chị nhanh tay gọi cho Khánh với số điện thoại phía dưới màn hình nha. Và một lần nữa Khánh xin cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video lần tới ạ.